Mời Hân Lê. Trong vai một cô em vợ nha. Một trích đoạn bài hát mang tên Nước chảy về đâu. Anh ơi, dì Út. Dì Út mới qua tới hả? Nước lớn mới vô dàn. Dì trong phường ra đây mỏi tay dữ hả? Không có đâu anh ơi. Má sai em mang mấy cái bánh má nấu hồi sáng. Anh cái thằng đen ăn nha. Lâu lâu má cũng muốn nấu nướng món gì đó gửi ra cho anh. Má thương anh như con ruột vậy đó. Nhưng mà nếu má không có sai bảo gì thì thịnh nước thôi. Em nhận thấy cái nick của em gửi, em thấy link em gửi rồi đó. Em cũng bạn muốn trong xuồng nhỏ ra đây Kim Cao. Chị ấy mở đi về một phương trời xa lạ mà anh vẫn mãi ôm mang một giấc mộng không tan. Anh chị xa nhau đã mấy độ mai vàng. Lúc với thằng đen á cũng vừa thôi sữa mẹ. Chập chững nói tiếng đầu đời, miệng cứ gọi ba ba. Đến bây giờ năm tháng đã trôi qua, thằng đen lớn dội biết nấu cơm, quét nhà, giặt áo. Sao anh không nghĩ đến chuyện riêng mình? Đến lúc về chiều có người cùng hôm sau. Giọng tưởng chứng chỉ em đã biết ta
chị Ngọc Kim Ngọc. Chào Quyền Lê. Anh hai, vì anh quá thương chị hai em nên lúc nào và bất cứ ở đâu anh cũng đều nghĩ là có chị của em bên cạnh. Sao anh không nghĩ đến những người khác cũng đang ngày đi lại chơi lâu ngàn
vàng.